Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Học Kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn, đến từ Trung tâm Tiếng Nhật 21 ngày. Phần Kanji hôm nay mình ôn tập cho các bạn đó chính là phần Kanji N3 hướng với ngày 39 và ngày 40 của khóa học Kanji Đạo. Đầu tiên mình ôn tập ngày 39 trước. Một Kanji rất đơn giản đúng không ạ? Nếu mà phân tích bộ ấy, ở trên nó là bộ truy sau, ở dưới là cái mồm. Câu chuyện rất là ngắn thôi, sau mồm đúng không? Sau mồm các vị, ở đây là chữ các, ở trong các vị các quốc gia đúng không? Câu chuyện rất là dễ nhá. Ở trên là sau đúng không? Ở dưới là mồm, tức là sau mồm các vị. Từ chữ các này mình sẽ ra một loạt những kanji khác. Mình chỉ cần thêm một bộ gì đó thôi. Ví dụ mình thêm mái nhà thì dưới mái nhà của các vị là các vị gì ạ? Mà ra vào tấp nập ấy thì câu chuyện là dưới mái nhà có các vị khách đúng không? Âm Hán là khách, nghĩa của nó cũng là khách hàng luôn đúng không? Thì rất là dễ nhé, thêm cái mái thôi thì ra chữ khách. Bây giờ mình thêm cây, tức là các vị bây giờ chơi cây cảnh để thể hiện gì ạ? Kanji này rất thông dụng ở trong từ vựng N3 đấy, ở trong từ tính cách đúng không? Thì đây là chữ cách, các vị chơi cây, tức là có cây đằng trước nhé, đằng sau là các vị, để thể hiện tính cách. Thì đây là chữ cách. Tiếp theo mình thêm bộ thảo và thêm nước đúng không? Tức là bên trái là có nước, bên trên là có thảo đúng không? Và bên dưới là có các vị. Thì mình sẽ các câu chuyện là cô thảo làm gì các vị đúng không? Sau đó là xuống nước, tức là cô thảo đá các vị rơi xuống nước. Thì đây là chữ lạc, âm Hán là lạc, nghĩa của nó là rơi xuống, rơi vào đúng không? Thì đây là chữ lạc. Câu chuyện là cô thảo đá các vị rơi xuống nước. Đó, thì đây là chữ lạc, nghĩa là rơi xuống, rơi vào. Đó. Một kanji khác, từ chữ các vị, bây giờ mình thêm bộ mịch, nghĩa là sợi tơ, đúng không? Thì ra chữ gì ạ? Âm Hán vẫn là lạc, nhưng mà trong nghĩa gì các bạn nhớ không ạ? Câu chuyện là các vị dùng sợi tơ để làm gì với nhau đấy? Để liên lạc, đúng không? Đấy, tức là các vị dùng sợi tơ để liên lạc. Âm Hán vẫn lạc ở trong liên lạc. Bây giờ mình thêm cổng vào, tức là các vị ở dưới cổng. Thì đấy là nội các, tức là âm Hán vẫn là các nhé, nhưng mà trong nghĩa nội các chính phủ ấy. Bạn nào không hiểu thì các bạn có thể hiểu như vậy, tức là nội các chính phủ. Thì đây là chính là chữ các như vậy. Thêm cổng nhé. Bây giờ mình thêm ruộng, tức là các vị ngồi trên ruộng làm gì đấy, đang bàn cái gì đấy. Các vị ngồi trên ruộng đang bàn chiến lược. Đó, tức là âm Hán là lược, ở trong chiến lược hoặc là lược bỏ gì đó. Đấy, thì đây chính là chữ lược. Mình cùng nhắc lại những kanji vốn tập. Đầu tiên là sau mồm các vị là chữ các đúng không? Các vị ở dưới mái nhà là các vị khách, tức là chữ khách. Các vị chơi cây thể hiện tính cách là chữ cách đúng không? Cô thảo đá các vị rơi xuống nước, cái đấy là chữ lạc, nghĩa là rơi xuống. Phần âm Hán mình nhắc rồi, nhiều khi là các bạn chưa nhớ rõ thì cứ nhớ nghĩa được. Tôi cứ nhớ cái từ này, nghĩa ở trong rơi xuống, rơi vào là được. Các vị dùng sợi tơ để liên lạc với nhau. Các vị ngồi dưới cổng, đó chính là nội các chính phủ. Các vị ngồi ở trên ruộng đang bán chiến lược. Như vậy là mình đã cùng các bạn ôn tập xong ngày 39. Bây giờ mình sẽ ôn tập sang ngày 40 của học Kanji Đạo. Ở đầu tiên, một Kanji rất là dễ. Ở những bài ôn tập này, mình sẽ cố gắng ôn tập phân tích làm sao thật là kỹ, từ những kanji đơn giản, sau đó suy ra những kanji phức tạp hơn để các bạn có thể theo dõi dễ dàng, tức là các bạn có thể xem và có thể hiểu ngay được. Đầu tiên là thổ đất đúng không? Thì quá dễ rồi. Chữ này thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Từ chữ thổ đất này mình sẽ thêm bộ tư ở dưới. Tư thì có thể coi là riêng tư đúng không? Hoặc là bốn cũng được. Ví dụ như là mình sẽ ghép vào, tức là có bốn mảnh đất đúng không? Thì đấy là gì ạ? Các bạn nhớ câu chuyện không? Ở trong quá khứ đúng không? Mình có bốn mảnh đất. Đó. Hoặc là cái mảnh đất này ở trong quá khứ là riêng tư, tức là của mình. Thì đây là chữ khứ, ở trong nghĩa là quá khứ. Từ chữ quá khứ này mình thêm nước, tức là cái nước mà trong quá khứ đánh nước mình là nước gì ạ? Đó là câu chuyện mình dùng trong khoa học đúng không? Tức là nước ở trong quá khứ mà đánh nước mình, đó chính là nước Pháp. Mình sang một chữ rất thông dụng, có bộ chấm đầu và dưới có khăn đúng không? Tức là đầu quàng khăn. Thì các bạn nhớ câu chuyện đúng không ạ? Là những người ở thành thị đúng không? Đây là chữ thị,
ở trong nghĩa là thành thị, thành phố. Nhiều bạn viết thì các bạn nhiều khi sẽ viết thẳng tưng nhé, nhưng bản chất nó sẽ tách ra làm hai bộ đấy. Tức là nhiều khi các bạn sẽ viết nét nhất đúng không, nét chấm, rồi các bạn sẽ viết ở dưới thẳng tưng. Bản chất của nó phân tích ra là trên là bộ chấm đầu, dưới là bộ khăn. Tức là đầu quàng khăn là người ở thành thị, đây là chữ thị trong nghĩa thành thị, thành phố đúng không. Bây giờ mình sẽ thêm cây vào chữ thị này. Tức là cái cây mà trồng nhiều ở thành thị là cây gì ạ? Cây gì, quả gì đây, rất thông dụng ở bên Nhật đúng không? Tức là cây trồng nhiều thành phố là âm hán vẫn là thị nhé, nó nghĩa là cây hồng. Nó rất là dễ thôi, ghép thêm cây vào đúng không? Cây trồng nhiều thành thị, thành phố là cây hồng, âm hán là thị. Đây ở trong cây hồng, quả hồng đúng không? Khi mình thêm bộ nguyệt vào, tức là em nguyệt ra thành thị, không khí ô nhiễm, phải làm sao? Em nguyệt ra thành thị thì bị mắc bệnh gì đấy? Đấy là bệnh phổi đúng không? Âm hán là phế, nghĩa là phổi. Mình giải thích một chút về âm hán là tại sao lại phế. Giống tiếng Việt mình cũng dùng là viêm phế quản chẳng hạn. Đấy, tức là phế thì nó sẽ gần với nghĩa là phổi đúng không? Còn bản chất bộ nguyệt ở đây ấy, thì nếu các bạn hiểu kỹ ấy, thì nó bản chất là bộ nhục, nghĩa là thịt. Nhưng vì cách viết của nó y hệt bộ nguyệt nên mình sẽ dùng luôn ở đây là bộ nguyệt đúng không? Tức là câu chuyện là em nguyệt ra thành thị mắc bệnh phổi. Đó. Mình sẽ ôn tập cho các bạn lại 6 kanji. Đầu tiên là thổ đất, 4 mảnh đất ở trong quá khứ. Nước ở trong quá khứ đánh nước mình là nước Pháp, đây là chữ Pháp. Đầu quàng khăn là thành thị, tức là chữ thị. Thị mà thêm cây thì vẫn là thị, nhưng mà cây ở thành thị là cây hồng. Em nguyệt ra thành thị thì bị mắc bệnh phổi đúng không? Do không khí ô nhiễm là chữ phế, nghĩa là phổi. Như vậy là mình đã ôn tập cho các bạn xong ngày 39 và ngày 40 ở trong khóa học Kanji Đạo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Thầy Nhật 21 ngày để đón chờ những bài học tiếp theo về phần Kanji. Các bạn vẫn đang gặp khó khăn trong vấn đề học Kanji thì mình có thể tham gia khóa học Kanji Đạo do mình hướng dẫn. Trong khóa học thì sẽ được học chi tiết 2.136 Kanji từ trình độ N5 đến N1, và mình sẽ hướng dẫn cách nhớ từng chữ Kanji qua câu chuyện. Thì kết quả thu được sau khóa học thì cam kết là 100% các bạn sẽ giỏi Kanji, và không những thuộc được Kanji, mình còn viết được Kanji một cách rất là dễ dàng. Bạn hãy tham gia ngay khóa học Kanji Đạo để nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ Trung tâm Tiếng Nhật 21.